Đụng má. Chồng mày nó bắt bỏ tay mày bên ngoài. Từ từ thôi chị ơi. Đi đây cho tao. Từ từ thôi chị. Mày ha. Đi. Nó có vợ rồi không? Hả? Nó có vợ rồi không? Giờ chị thay thế chị. Thôi thôi chị. Đó, ok mọi người. À, hôm nay thì có chị qua vậy nhờ em giúp chị, nhưng mà sao mà nãy chị gọi em cái gì mà gấp vậy? Thì chuyện là như thế này. Dạ. Chồng chị á thì nó nói chị nó đi công trình. Mà chị coi định vị trên điện thoại á, thì chị có cài định vị vô điện thoại của nó. Dạ. Thì chị coi thì thấy đang bên Gò Vấp á, Phan Huyết á. Đang chồng chị hả? Ừ, chồng chị. Chị với chồng mà... chị có con hay gì gì cơ? Có em có hai đứa rồi. À. Ừ. Mà chị có chạy qua bên đó coi á, thì chị thấy bên đó là khách sạn nhiều lắm em. Ừ. Ừ. Mà chị một mình chị không dám vô, chị sợ lắm chị. Ừ. Bây giờ chị muốn nhờ em như thế nào? Thì nói chung bây giờ chị muốn dạy cho hai đứa tụi nó một bài học. Ừ. Em ấy, thì em không có đi đến giang hồ, em không có đi làm đến giang. Nhưng mà ví dụ như giờ chị muốn qua bên đó để cũng biết thử phải chồng chị này kia không á, thì hai anh em giúp chị là em đi với cùng chị qua bên đó xem thử phải chồng chị này kia không, thì đó là việc của chị. Em chỉ đi theo chị để ví dụ như chồng chị có quýnh này kia thì em can ra thôi, chứ em cũng không phải là em nhận đến giang hay gì cả. Dạ, tại vì có nhiều việc để làm mà em không đến ghen chuyện vợ chồng với nhau, mà đó là chuyện của hai vợ chồng em, khó để biết được ai đúng ai sai để em đến ghen của chị, hiểu không? Thì nếu mà chị muốn thì em giúp chị đi qua bên kia. Ừ, thôi thì ok, theo ý em đi. Ừ, thì em với chị đi qua bên đó xong rồi. Nhưng mà em nói trước nha, đi vô lỡ có gặp chồng ở trong đó với ai thì cùng nói chuyện bình thường nhỏ nhàng thôi, để mình nói với chồng này kia cho nó hiểu, chứ không phải mình ngồi đó mình la làng la xóm, mình cào tóc hay giựt tóc hay đừng quấn nhau trong đó thì nó mất hay ha. Nói chung thì chị cũng muốn nó rõ ràng thôi em. Dạ rồi, ok. Thế chị em mình đi nha. Ừ, rồi ok. Bây giờ thì em với chị đi vào trong á, thì để em nói chuyện với Lệ Tân nha. Tại dù gì em biết cách nói chuyện để nó cho chị cho lên trên. Chị lấy điện thoại chị ra, chị đưa cái hình chồng chị cho em. Để cho em vô em nói với Lệ Tân. Chị đừng có làm lớn lên, làm ồn lên người ta không cho lên á nha. Đây. Dắt cái xe này vào để đi luôn nha. Đây. Đây em cái hình ở trong. Rồi, ok, đây. Mở cửa anh ơi. Đụng má. Chồng mày nó bắt bỏ tay mày bên ngoài. Từ từ thôi chị ơi. Đi đây cho tao. Từ từ thôi chị. Mày ha. Đi. Nó có vợ rồi không? Hả? Chị thôi chị. Thôi chị, để ngồi xuống đây em. Ngồi xuống này. Chị đi ngồi nói chuyện với anh ấy, anh ngồi xuống đây anh. Mày đi nha. Tại sao mày giỡn với tao? Mày nói mày đi công tác. Tại sao? Không quỷ như này. Hả? Trả lời mày. Mày xạo hả? Mày vợ con đùm đề mà mày dám hả? Hả? Mày dũng chợ hả? Bây giờ mày muốn thì sao? Hả? Trả lời tao nghe. Nói lại. Mày nói đi. Đóng rồi anh cái cửa đi. Có gì đâu. Thì mới vô đây nằm nghỉ thôi, trời nóng quá vậy nằm nghỉ thôi, có gì đâu, đâu có chuyện gì đâu. Không chưa gì làm hả? Gì, không chưa gì làm gì. Không có gì hả? Cái này là cái gì? Hả? Mà cũng đâu có gì gì lớn đâu. Tôi đi là chuyện bình thường mà. Ủa mày có vợ có con mà mày nói chuyện chỗ đó hả? Vậy mày đi cái này có nghĩ đến vợ con mày không? Mày không thương con mày hả? Con này nữa. Mày đẹp mặt quá ha, giật chồng tao chứ nó có vợ có con rồi không? Hả? Thôi đi. Giờ mày binh nữa hả? Giờ mày muốn sao? Công việc của tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi chán rồi. Chuyện này là chuyện bình thường mà.
Ủa bình thường là sao bình thường? Mày đang có vợ mà. Hả? Tao còn sợ sợ ở đây nè. Nhưng mà đàn ông thằng nào mà không đi mấy cái này? Mày nói vậy phải không? Cái này là cái này là bồ anh hay là chị làm gái? Gái. Gái mà. Lại gì? Lại gì? Đưa đây cho tao. Khoan chị, khoan chị. Được không? Có gì? Khoan chị. Cái bé này là làm gái đúng không? Đúng rồi. Anh đi bao nhiêu tiền? Thì anh đi phải cho tiền rồi. Bao nhiêu tiền? 500. Ừ. Mày 500. Mày đưa cho tao. Mày đưa cho tao. Đưa đi. Khoan, anh chối. Nè, anh chối. Đây là gái không phải bồ đúng không? Anh đưa điện thoại cho bà chị đi. Bà xem thử trong đó có tin nhắn hay gì không? Mày đưa đây. Có gì không xem. Thì mày muốn chối phơn mày muốn tao tin mày chứ gì? Mày đưa đây. Thì đó là gái tôi mới dắt nó vô đây chứ tự nhiên. Thì mày đưa đây đi rồi tao coi xong tao tin nó là gái. Anh cứ đưa chị đi, nếu mà làm gái thì bình thường, mình đi chơi gái ở ăn bánh trả tiền bình thường. Còn nếu như cặp bồ thì nó mới không có bình thường. Đây cái vợ anh mà. Đưa đây. Đưa lại cho tao. Đưa đi. Nhanh. Gái. Gái với tao hả? Cái này là cái gì? Mày hẹn hò mày đi chơi mà mày thấy thời gian chưa bao nhiêu lo. Mà gái hả? Thôi chị. Bây giờ nè, ông thì ông đã đi cặp bồ này kia rồi thì chị coi chị nói chuyện sao để cho ông hiểu để ông không đi cặp bồ nữa. Giờ chị quấn thì mai ông đi tiếp thì sao? Đúng không? Chị nói sao cho ông hiểu chứ? Vậy bây giờ mày muốn làm sao? Mày chán vợ đúng không? Đúng không? Mày nói một tiếng. Muốn ly dị ok tao đồng ý. Đừng có như vậy nha. Mày còn hai đứa con này ở nhà đó. Còn con nhỏ này nữa. Nó có vợ có con rồi nha. Nha. Nha mày. Mày thích nó chứ vậy ok. Tao cho mày đó. Đồ tao xài rồi ha. Thích chị cho. Chứ đừng có lén phén vậy chị không thích nha cưng. Nha, rồi mày á, một tí nữa mày về nhà, đơn đi dị cho mày ở nhà đó. Nha. Được thôi, bà giấy đi tôi ký. Mày khỏi hồn tao. Còn nữa nha, mày về đi nha. Tao tính sổ với mày, mày lừa gạt vợ con suốt mấy tháng trời nha. Ha, mày bỏ bê con cái cho tao. Thì tôi đi công việc, thì tôi nói công việc thôi. Mày làm cha tụi đó đó hả? Hả? Ủa mà hàng tháng tao vẫn gửi tiền về mà. Ủa tiền tao giữ kiếm được nha. Nhưng mà con nó cần cha. Mấy thằng cha này là cha khốn nạn. Mày biết không? Mày... Em quen với ông này mấy tháng rồi? Dạ mới quen. Được 5-6 tháng chưa? Một thằng chồng mà nó đang có vợ rồi mà nó còn đi cặp bồ thì sau này em quen nó thì em cũng vậy thôi. Em ở chung với nhà nó thì nó còn đi cặp bồ thôi em ạ. Nè em, nó lừa gì được nó cũng lừa em được đó nha em. Nha. Đẹp mà em. Có nhiều quyền lựa chọn khác mà. Thằng có vợ rồi mà. Xa vào làm gì em? Hả? Vậy trước lúc mày quen nó mày biết nó có vợ không? Nhìn tao nè. Biết nó có vợ không? Thôi giờ chị qua tính hay sao? Còn nếu không ấy thì về đi rồi hai vợ chồng về nhà tính sao? Mặc đồ vào. Vậy trơn á. Bây giờ về đi vậy thôi. Mặc đồ vào. Đợi nha. Đợi tao đó. Mặc đồ vào đi về luôn chứ định ở đây nữa hả? Bé, em. Dạ. Em có muốn quen được không? Ở tùy không, cái đó chuyện quen hay không thì tùy gọi hai đứa. Anh không quan trọng. Bây giờ chị với anh thì đi về nhà luôn đi. Về nhà hai anh chị tự giải quyết với nhau. Nếu mà muốn thoát cho nhau thoát thì cho nhau thoát. Mà muốn ấy lại thì qua đó thì sao mà còn, tại vì còn hai đứa con ở nhà này kìa. Sao lo cho được hai đứa con nữa chứ? Hai vợ chồng đẻ ra xong rồi vứt vườn hả? Nha, rồi mặc đồ vào đi mà đi về. Rồi, đi về nhanh mày. Con tao không cần hỏi cha như mày. Về thì nha. Về, đã gì dữ hả? Rồi, mày nhanh lên cho tao. Chưa có tập giật chồng người khác nha cưng. Đi, hai anh chị đi về đi. Anh chị đi về với em luôn nha. Còn anh đi về sớm, đi về liền để mà ấy nha. Đi về liền cho hai anh chị nói chuyện nha.